tuyên bố sẵn sàng trả 1.000 tỷ đồng nếu ông Võ Hoàng Yên chữa được bệnh, đại gia Dũng lò vôi, giàu cỡ nào? Đại gia Dũng lò vôi là người xây dựng hàng loạt các khu công nghiệp nổi tiếng ở Bình Dương, đồng thời là ông chủ của siêu dự án khu du lịch Đại Nam. Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng thường được gọi là đại gia Dũng lò vôi và bà Nguyễn Phương Hằng là nhân vật không còn lạ mặt trong giới kinh doanh với vị trí chủ siêu dự án khu du lịch Đại Nam. Mới đây, đôi vợ chồng này lại tiếp tục gây xôn xao dư luận khi lên tiếng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lợi dụng việc làm từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tiền do ông bà Dũng Hằng quyên góp được. Ngày 2 tháng 3, bà Hằng cho biết đã gửi đơn tố cáo đến Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, vợ chồng ông chủ khu du lịch Đại Nam cũng đặt nghi vấn về khả năng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Ông Dũng tuyên bố, nếu đúng chữa được như thế, tôi sẵn sàng cho 1.000 tỷ để làm chuyện đó để cứu bá tánh. Đây không phải lần đầu tiên ông chủ khu du lịch Đại Nam có những phát ngôn trăm tỷ, nghìn tỷ khiến nhiều người đặt câu hỏi, ông Dũng lò vôi, giàu cỡ nào? Người đứng sau khu du lịch Đại Nam và hàng loạt khu công nghiệp ở Bình Dương thời kỳ đầu. Đại gia Dũng lò vôi, quê ở Bình Định, tên thật là Huỳnh Phi Dũng, sau đổi tên thành Huỳnh Uy Dũng. Thời mới khởi nghiệp, ông Dũng chế tạo hợp chất thay thế xi măng trong xây dựng từ lò vôi, cái tên Dũng lò vôi có nguồn gốc từ đây. Sau đó, ông bán lò vôi đang kinh doanh phát đạt để về làm lãnh đạo công ty xuất nhập khẩu Thành Lễ, theo sự phân công của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thành công tiếp nối, ông Dũng đã leo lái một công ty từ khó khăn trở thành doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng đầu của địa phương. Từ khoảng năm 1990 tới năm 1993, đại gia lò vôi lấn sân sang bất động sản, xây dựng khu công nghiệp Bình Đường tại Bình Dương. Tiếp đó, ông đầu tư xây dựng thêm lần lượt các khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 và Sóng Thần 3. Đây cũng là những dự án nổi bật, một mặt mang lại diện mạo mới tỉnh Bình Dương, một mặt đưa danh tiếng của vị doanh nhân vang xa hơn. Không dừng lại, đại gia gốc Bình Định sở hữu thêm nhiều quỹ đất lớn và phát triển khu đô thị trung tâm hành chính huyện Dĩ An, khu dân cư Xóm Thần, khu đô thị thương mại dịch vụ Xóm Thần, v.v. Hiện ông Dũng được nhiều người biết đến với vai trò là ông chủ đứng sau siêu dự án khu du lịch Đại Nam. Năm 2007, ông Dũng cho khánh thành khu du lịch Đại Nam Văn Hiến trên khoảng diện tích hơn 700 ha với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng. Dự án này bao gồm rất nhiều dịch vụ vui chơi giải trí như trường đua Đại Nam, vườn bách thú, đền thờ, biển nhân tạo, nông trại. Trong đó, ông Dũng từng cho biết riêng trường đua ngựa có tổng vốn đầu tư tới 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù thu về doanh thu lên tới vài trăm tỷ đồng, công ty cổ phần Đại Nam sở hữu khu du lịch Đại Nam của ông liên tục thua lỗ trong những năm gần đây. Vị đại gia nổi tiếng còn nhiều lần gây xôn xao dư luận với những phát ngôn bạc tỷ và những quyết định gây sốc. Đơn cử, ông từng sẵn sàng chi 100 tỷ để bảo vệ danh tiếng cho vợ, tặng vợ đôi hoa tai bằng kim cương đặt từ một tiệm kim hoàn nổi tiếng tại Singapore, trọng lượng khoảng 30 carat, ước tính giá trị hơn 65 tỷ đồng, nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Một lần khác, vị đại gia này cũng gây ồn ào khi chi tiền tỷ săn dừa ba ngọn, được cho là thần dược ở Bình Phước. Tự quy y, làm từ thiện. Sau hàng chục năm làm kinh doanh, ông Dũng từng chia sẻ với báo chí, sau 40 năm kinh doanh, tôi viết lại một quyển gọi là Luật nghiệp kinh doanh để lại cho đời đường đi nước bước của giới doanh nhân. Trong đó có chi tiết 64 quẻ kinh dịch cũng là 64 cảnh đời doanh nghiệp gặp phải. Với tôi, kinh doanh là đạo chứ không phải chỉ là nghề, đạo kinh doanh. Hiện ông Dũng đã rời vị trí lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời tự quy y cửa Phật với pháp danh Tuệ Phước. Trong một bài phỏng vấn gần đây, đại gia lò vôi cho biết, từ năm 2014, ông và vợ đã lập văn bằng cam kết lợi nhuận của mỗi công ty mỗi năm thu được bao nhiêu đều mang làm từ thiện hết luôn năm đó. Năm nào là ít thì mình bán nhà, bán tài sản ứng cho năm sau. Tôi đã làm, đã tuyên bố và nhất định không nuốt lời. Thực tế, ông đã chi không ít tiền cho các dự án thiện nguyện như xây trường học gần 100 hecta tại Bình Phước hay hỗ trợ chi phí mổ tim cho khoảng 500 bệnh nhi mỗi năm. Hiện tại, lùm xùm giữa vợ chồng đại gia Dũng lò vôi với ông Võ Hoàng Yên vẫn chưa đi đến hồi kết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những thông tin mới nhất của Chuyện của Sao. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.